Anh Thiên nghĩ gì về nhân vật Ngô Bảo Châu? Mình nói thẳng luôn, Ngô Bảo Châu là một cái tên trẻ trâu ăn nói đầu đường xó chợ, bố láo bố líu, phải không? Mà mình là một cái người trí thức đàng hoàng, mà cái trí thức này đó là một trí thức xã hội chủ nghĩa, rồi từ cái trí thức xã hội chủ nghĩa đi học tư bản thì thành ra là trí thức của tư bản. Nhưng mà mình cốt cách là mình có một phần của về xã hội chủ nghĩa, một phần của tư bản, thì nó là một cái tổng hợp. Tổng hợp thay vì nói những cái lời tốt đẹp xây dựng xã hội thì lại đi ăn nói vớ vẩn kiểu mà không đâu vào đâu. Tức là tôi nói cho rõ để quý vị hiểu, ví dụ như những cái địa phương nó làm sai thì thay vì ảnh chỉ trích cái đám địa phương này, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Trần Văn Tèo gì đó đại khái, thì ổng lại móc vô cái vụ cái lăng của ông Hồ Chí Minh, lăng Hồ Chí Minh. Mà thật ra cái chuyện mà móc như vậy nó xa rời thực tế. Thứ nhất, tôi nói về lịch sử, ông Hồ Chí Minh đã chết từ lâu. Thứ hai là ông Hồ Chí Minh chẳng dính dáng gì cái thời đại ngày nay đó, quý vị phải hiểu vậy. Ổng chỉ lập ra cái đảng cộng sản hồi xưa, rồi bây giờ những người theo thì chả có dính. Ổng cũng chẳng bảo là mấy thằng tham nhũng hay là mấy thằng đảng viên bây giờ là phải làm như vậy như kia, cái đó xã hội nó tiếp nối nhau vậy thôi. Thì chỉ trích thì chỉ trích đúng cái thời đại, quý vị chỉ trích về chỉ trích trong cái thực tế, còn cái nếu mà chỉ trích ông Hồ Chí Minh là phải chỉ trích về vấn đề lịch sử. Nhưng mà thời đại nay ai mà dính dáng gì tới ông Hồ Chí Minh đâu, cho nên là anh này ảnh giỏi về toán nhưng mà về cái kiến thức xã hội với nhân cách ảnh yếu. Ảnh chắc là cái kiểu mà chớp bà nhán thấy tư bản nó có những cái giá trị về nhân quyền, dân quyền, rồi tự do báo chí, tự do cá nhân, tự do ngôn luận, thì ảnh phát biểu lung tung, phát biểu lung tung mà phát biểu một cách mất dạy đó. Mình nó gọi gọi thẳng luôn, một cái đầu đường xó chợ. Cho nên là khi mà ảnh qua Mỹ, quý vị có thấy không, người ta cũng đâu trọng ảnh đâu, chẳng có cái cộng đồng nào mời ông Ngô Bảo Châu tới mà thuyết giảng về giá trị, về nhân quyền, tự do gì đó. Cộng đồng cờ vàng mấy bác, nó thật ra mấy bác thích những người như ông Ngô Bảo Châu, dám ăn nói, dám mạ lị người khác, dám tấn công vô ông Hồ Chí Minh. Nhưng mà mình thấy chẳng có cộng đồng nào thèm mời ông Ngô Bảo Châu, thì mình thấy là cái tư cách nó có vấn đề trong đó. Mấy bác cờ vàng cũng không thích lụm những anh đó vô cái đội ngũ của mình, thì mình thấy chán. Nói chung là thế hệ mà trẻ mà không có hiểu biết về về lịch sử, nó rất quan trọng thưa quý vị. Lịch sử là một cái nền tảng để mà trở thành một người tri thức. Còn bây giờ mình không có một cái nền tảng về lịch sử, không có một cái nền tảng về văn hóa, nhân cách, giáo dục, thì giống như thằng trẻ trâu bây giờ, giống như mấy anh lơ xe ngoài đường, muốn nói gì nói, muốn tấn công ai tấn công, thưa quý vị. Cho nên tôi thấy là không có đúng. Mấy bác cờ vàng ở hải ngoại này mê lắm, chứ thấy nào mà chống đối nhà nước hay là nói xấu nhà nước Việt Nam là mừng lắm, là kéo vô băng liền, đưa lên đài, lên báo BBC, AFA, VOA liền. Nói chung là, nhưng mà mấy bác thấy này cũng không xứng đáng nữa, thưa quý vị, không xứng đáng để mà làm ba chuyện đó. Cho nên là đúng rồi, kiểu anh cháu đá bác cái kiểu đầu đường nó trở lên, nên là mấy mấy bác cờ vàng này cũng sợ lắm. Mấy bác cờ vàng này cũng muốn kéo vào đội hình, đội ngũ của mình những cái người nó có tầm chút xíu. Thì tôi công nhận anh này giỏi toán, chứ chả phải là một cái gì mà phải. Nhưng mà mình nói về vấn đề xã hội, đây là mình nói về vấn đề anh lẫn lộn giữa cái phê phán lịch sử, về phê phán nhân vật lịch sử, và phê phán cái thực tế xã hội ngày nay, đúng không? Những cái tình trạng mà ảnh nghĩ là bức xúc hay là ảnh không thích thì đúng, ảnh có quyền phê phán chứ. Nhưng mà ảnh móc nối vô những cái nhân vật lịch sử mà ảnh chẳng hiểu gì về lịch sử hết, hẳn tôi nghĩ ảnh đi thi lịch sử có thể ảnh rớt nữa, quý vị. Thì đúng rồi, ok rồi.